Ok, phần quà của Mao Đệ đã xong. Mao Đệ hãy chọn lấy có lấy phần quà này hay không. Nếu lấy thì yes, không lấy no, gõ vào bên hai phím. quay lại đồ ngon thì chả ăn. May cho Mao Đệ là không chọn. Rồi, tiếp tục người tiếp theo. Để chặn. À, phần quà cho Thế Trạng sẽ là gì đây? Ok, phần quà cho Thế Trạng đã xong. Thế Trạng chọn yes hay no? Yes. Yep. Yes. Yên tâm, dễ đầy đủ các phần quà. Cái này thì cho xe xuyệt này anh nhé. Người tiếp theo là Tiến Vượng. Lại cho xuyệt. Người tiếp theo là Tiến Vượng nhá. Phần quà cho Tiến Vượng đã có sẵn. Nào, bây giờ Tiến Vượng chọn yes and no. nhân phẩm tốt em. Nhân phẩm tốt xét rồi. Nhân phẩm tốt. Tiếp theo thì mọi người comment xem mình nên chọn cái gì bây giờ nhỉ? Lại chuyện. Phần quà cho đặt chó săn đã có. Nào, đặt chó săn chọn giết hay đâu? Giết. Kinh đấy. Em xin. Kinh đấy. Ok nhá. Rồi. Ok nhá. Yes. Yeah. Dùng qua đến lần mình từ lúc thì chỉ có mỗi Mao Đệ là chọn nâu thôi. Em đã nghĩ là bây giờ em nên chọn nâu hay chọn yết chưa? Nhưng mà để anh cứ cười đi, để em phải suy nghĩ một vài giây đã. Phải suy nghĩ à? Cái này không phải may rủi nhiều lắm đâu, nhưng mà không phải do suy nghĩ của mình. Sự tính toán đấy. Tính toán á? Để anh sẽ chọn phần quà nhá. Đấy rồi, phần quà của Nguyên đã có. Bây giờ 3 giây suy nghĩ. 3, 2, 1. Yes hay no? No hay yes? No. Đó. Mới đâu mình định rụt trong bên này rồi đấy. Đó. Nào, lên. Tiếp tục là sẽ đến Mao Đệ. Bây giờ sẽ chọn là cái phần quà gì cho Mao Đệ nhỉ? Ok, phần quà cho Mao Đệ đã có. Mao Đệ, yes hay no? Nghe bối rối à? No. Ấy xa, ghê đấy. Lại thoát. Từ lúc nào có mỗi Thế Trạng đen đủ nhất. Cuộc thi này không phải là cuộc thi đen đủ mà mình may mắn hay là không may mắn thôi các bạn ạ. Cuộc thi nhân phẩm mà.
À, mình vừa phát hiện ra một điều, có sự gian lận ở trong cuộc kỳ thi tuyển quốc gia này. Đó là khi mình dơ cao, giả dụ như dơ cao này, các thí sinh có thể nhìn thấy ở dưới kia phải lên, bước phải lên. Thế ra là mình sẽ quyết định là đứng chọn đằng sau nhá, chọn phần quà xong rồi mình mới đứng lên. À bây giờ lượt tiếp theo là đến Thế Trạng. Thế Trạng sẽ được chọn một phần quà gì đây, phần quà gì đây? À, phần quà của Thế Trạng đã có yes hay no? Z. Nhân phẩm, nhân quá tốt. Nhân phẩm tốt. Nhân phẩm tốt. Nhân phẩm tốt. Tham lam. Tham lam. Nhân phẩm tốt, nhân phẩm tốt. Đây người ta gọi là chơi đẹp. Thế nào là chơi xấu? Thế nào là chơi xấu? Thế nào là chơi đẹp? Các bạn chơi xấu. Các bạn xem lại clip, các bạn biết là mình chỉ nhìn vào camera, không có nhân mình phẩm, không nhìn xuống. Camera có. Liệu camera có phản quang lại không đây? Có. Có. Làm gì có phản quang? Có. Có. Nào, đi em. Thế này, thế này. Đến đến vợ trước đi. Xe xe đâu này? Tiếp theo Tiến Vượng sẽ có một phần quà khá là thú vị đấy. Đó là một phần quà khá là thú vị nha. Không biết là Tiến Vượng sẽ có nhận phần quà này không. À, 3 giây suy nghĩ dành cho Tiến Vượng. 3 giây bắt đầu. Nhân phẩm đấy. Gì vậy? Gì vậy? Tăm trắng. Trên giống mình hơi đen. Ok. Người tiếp theo. Bạn Tào Săn được phần quà lúc nãy là 100.000. Tiến Vượng thì 500.000 và một phần hình phạt. Đạt Chó Săn tiếp theo sẽ nhận phần quà gì đây? Đây phần quà của Đạt Chó Săn đã có rồi nhá. Mà Đạt Chó Săn có nhận món quà này không? Nhận hay đâu? Không. À ok. Tiếp theo Nguyên. Nhân phẩm tốt. Nhân đôi khó khăn. Chứ là tiền thế nào? Mày hại phát mày đâu, toát đi tiền. Nhân đôi khó khăn là như thế nào đây? À, tiếp theo. Đây là... Đấy, phần quà dành cho Nguyên đã có. À, 3, 2, 1, Nguyên chọn tiếp đây đâu. Yep. 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 Giết người chúng tôi à? Giết ai? Đừng giết ai? Định giết ai? Giết à? Ok. Tiếp theo nó là mau đây. Đỏ mãi rồi phải đen. Đó sẽ là mau đệ. Ui ngon lắm. Ngon lắm. Chết hay nâu? Mau đệ toàn nâu từ lúc đến giờ cứ hỏi chết hay nâu. Thế là phần quà bây giờ dành cho mau đệ nó là gì? Anh em xem là phần quà dành cho mau đệ sẽ là gì đây? Quà dành cho Mao Đệ nha mọi người nhá. À, Mao Đệ có 3 giây suy nghĩ. 3, 2, 1. Bắt đầu. Chết. À, được rồi, chăm đúng. Mao Đệ khá là đỏ và hên nhá. Đấy, biết đúng chỗ và biết màu đúng chỗ là ok đấy. À, ngon rồi. À, đây là 100 đô la Mỹ nha mọi người nhá. Đây,
xoa tay lau lau khô lau khô lau khô đấy, ướt không là ướt Washington đấy. Tiếp tục điểm tiếp theo. Ai lại điểm nhân phẩm rồi. Tiếp theo là vẫn là thế trạng người đen đủi nhất ngày hôm nay. Hôm nay người đen đủi thì mình sẽ có một cái phần quà lớn một chút. Có chết không? Chắc tiền mình vẫn chọn một chỉ một thôi các bạn. Cuộc chơi là đen hay đỏ là đấy là do mình may mắn hay không may mắn. Mình hết mất tiền to rồi. Mình hết mất tiền to rồi. Có khả năng là mình dùng tiền nhỏ. Rồi. Phần quà dành cho Thế Trạng đã có. Thế Trạng chọn yes and no. Vẫn lại là Z. Con này khôn hơn rồi. Con này okay. Z nhỉ? Không lạnh à? Không lạnh à? Con này Z. Ôi trời ơi. Tớ bảo với các bạn mà cứ chọn một hướng thôi. Kiểu gì mình cũng đoán. Nói chung là kiểu nuôi lô. Kiểu đánh theo kiểu gấp nếp đấy. Chứ không kiểu ai quá thì ra hết sạch. Bao giờ cứ đánh bằng da thì thôi. Đấy. Thằng này hết tiền này. Tiếp theo là đến Tiến Vượng. Tiến Vượng sẽ chọn viết hay đâu, từ từ để chọn phần quà đã. Viết hay đâu nhá. Cho gì ăn ăn được ạ. 3, 2, 1, viết hay đâu. Có phần quà rồi. Yes. Ok. Ok. Như vậy em. Đến lượt đặt vào săn. Nhân phẩm tốt nhỉ. Nhân phẩm tốt. Phần quà dành cho đặt vào săn đã. Phần quà dành cho đạt cho săn đã có. Bây giờ đạt cho săn có thể chọn là giết hay đâu. Trái phải. Đâu rồi. Được lắm. Bây giờ là đến Nguyên. Nhân vật đen đủ, đen đủ số 2 chưa được tiền mà cũng chưa được gì. Chưa được. Đây chưa gì mắt nào này. Nhân vật số 2. Phần quà tiếp theo sẽ là gì đây? Con số gì đây? Phần quà tiếp theo dành cho Nguyên đã có. Con số gì đây? Con số gì ra? Ok, gánh quá nhá. Ai là nặng quá? Con số gì đây? Mao Đệ sẽ là phần quà gì đây? Phần quà dành cho Mao Đệ đã có. Con số gì đây? Mao Đệ có thể quyết định. Số 3, 2, 1, quyết định. Số gì đây? Giết đâu, đâu. No. Oh yes. No. Oh. No. Oh no. Oh no. No. Mình là muốn đập cho Mao Đệ một phát rồi đấy, nhưng mà chưa có cơ hội. Rồi tiếp tục nghề tiếp theo. Tiền thì vẫn còn nhiều nha. Các thí sinh cứ thoải mái chọn giết đi. Nói chung là mình còn hơi ít tiền, mình chọn 3 lần rét còn các bạn được 3-4 vòng nữa thoải mái. 2 lần bị dính đạn còn 1 lần may mắn mình đã trúng thưởng. Ok. Bây giờ là phần quà dành cho Thế Trạng. 3, 2, 1, Thế Trạng chọn. No. Mình chọn 3 lần rét rồi. Nói chung là Thế Trạng bây giờ bắt đầu đỏ một tí rồi. Tiến Vượng. Ok, chọn luôn phần quà này nhé. Anh cất cái đấy xuống đi. Phần quà dành cho Tiến Vượng đã có. Tiến Vượng chọn. Đỏ. Ghê đấy. Đen có đỏ. Ghê đấy. Anh ta. Tiếp tục phần quà dành cho Đạt Chó Săn. Sẽ là gì đây? Cái gì đây? Rồi, phần quà dành cho Đạt Chó Săn đã có.
đặt toàn thân giết hay đâu. Hai phát thôi. Giết. Đó 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 đó. Em xin là đã kiếm thêm được 2 xịch nữa. Tổng số tiền của chú đấy lên đến là 120.000. Biết rồi. Đâu thì bắt được đấy. Nhưng mà để đang để đây cất luôn cho nó lạnh. Đấy. Tiếp tục là Nguyên đã được tiền bao giờ chứ nhỉ? Lúc em vào đệ được có 100 thôi, em được hẳn 1.000. À, được hẳn 1.000 à? Ờ, thế thì khoản này tiếp tục anh cho khoảng 2 lít đấy nhá. Nghe thấy tiếng gì chưa? Đấy. Tiếng cô ly mẹ đấy. Ví dụ ấy. Đấy. Phần quà dành cho Nguyên đã có 3 giây suy nghĩ bắt đầu. 3, 2, 1. Vô. Vô. Yên. À. Ok, cái này là 99 nhá mọi người nhá. Đấy. 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 Về bán lại được. Tiếp tục, bây giờ là đến Mao Đệ Đệ. Liệu rằng Mao Đệ Đệ phát này sẽ chọn giết hay không? Đấy, giết hay không nếu mà phát này đấy. Nhìn thẳng vào máy quay. Đấy, không được nhìn... Không thấy đâu. Bóng ở trong máy quay không mà Mao Đệ nó hay nhìn. Cả nhìn đi, mình đang nhìn khán giả. Bây giờ là cái gì đây? Con sâu gì đây? Con sâu rỉ ra, con sâu rỉ ra. Con sâu rỉ ra là mình biết là con này nó sẽ chọn nâu rồi. Thế nên là bây giờ đã có phần quà dành cho Mao Đệ. Mao Đệ 3 giây đếm ngược bắt đầu. Ô dê. Ô dê. Ô dê. Ô dê. Ô dê này. Giết này. 100 đô, 100 đô, 100 đô. Clip lỗ tai rồi. Clip lỗ tai. Đây. Đèn lắm rồi nhỉ? Đèn gì ư? Là 100 đô đèn được. À, tiếp tục. Người tiếp theo. Khả năng là mình sắp hết tiền rồi phải dùng công kinh. Không. Không, mình còn là 2 lượt, 3 lượt, 4, 5 lượt nữa cơ mà. Xong mình lại lấy thêm tiền, sợ gì. Đấy, bây giờ phần quà dành cho Thế Trạng lần này sẽ là cái gì đây? Cái gì đây? À, ok, đã có phần quà. Viết đây đâu? No! Rồi, ok, tiếp tục lần tiếp theo. Phần quà dành cho Tiến Vượng sẽ là gì đây? Gì đây? Cái gì đây? Phần quà gì đây? Chắc cái sạt sạt nhỉ? No. Phần quà đã có 3 giây đếm ngược bắt đầu. Yeah. Đây gọi là nhân phẩm nhân đôi. 3 phần quà dành cho. 2 phần quà dành cho. Ui, mày cấu. Nhân phẩm nhân đôi. Ui, nhuộm ra đầu luôn. Rồi, xuống xe em ơi. Tiếp tục phần quà tiếp theo. Nhân phẩm của ai sẽ là tốt hơn này? Bây giờ nhân phẩm đặt tàu săn à? Đặt tàu săn thì nên cái gì đây nhỉ? Từ từ. 5 giây suy nghĩ. Nào, chơi. Ok now. Ê, nhân phẩm tốt không ra đâu. Nhân phẩm tốt. Đây là trò chơi nhân phẩm nhé mọi người nhé. Bây giờ bỏ cái đấy đi. Ok, đến tiếp tục là sẽ là Nguyên sẽ nhân phẩm được anh đời. Biết đầu Nguyên hết rồi à? Tốt xấu. Anh em biết đầu hết rồi à?
nhân phẩm tốt hay xấu sẽ tùy thuộc vào gọi là cái bàn tay nhá. Em hay dùng tay trái hay dùng tay phải? Em tùy lúc ấy, bên nào tốt hơn là nó sẽ đấy, giật hay giật giật bên đấy. À giật giật bên đấy à, tức là bên tay phải thuận hơn đúng không? Tay phải thuận hơn thì ok, phần quà dành cho Nguyên đã có. 3 2 1 bắt đầu. Yeah. Bắn hỏa vào mình rồi. Ồ, rồi. Người tiếp theo. Hôm nay anh em mình sẽ chơi hết cái phần quà rồi nhá. Tiền thì chưa hết nhưng mà quà sắp hết rồi đấy. Mình nhận chức vô địch rồi bạn mọi người. Mấy lần rồi. Nhiều nhất là ăn tiền rồi, ít nhất. Chán đời. Tiếp tục. 21.000 ở đây. 24 đấy. Học đây đi ăn thử. Thế thì phần quà dành cho Mao Đệ đã có. Mao Đệ có hẳn 5 giây để suy nghĩ cơ. 5 giây đếm ngược bắt đầu. 5 3 4 1 hết được. Ai ơi. Bây giờ mới đến là may mắn của bọn mình các bạn ạ. Từ đấy giờ mình bị hai phát đêm đầu tiên. Phần quà dành cho Thế Trạng đã có. Thế Trạng. Dẹp luôn đi anh, dẹp. Ôi giời ơi. Nhân phẩm tốt, các bạn nhân phẩm tốt thế. Tốt chứ. Đàng hoàng. Cười xem có cái gì cười được nhỉ. Cười nữa đi. Nào, phần quà dành cho Tiến Vượng đã có. Nào. Nào. Nước đá nó chảy còn sột sệt ra. Má lại cũng còn đá ở trong. Lạnh lắm. Chê à. Khả năng là trò chơi này anh em mình xin phép sẽ kết thúc ở đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh nha. Nếu thấy trò chơi nhân phẩm của anh em mình ok, nhớ comment các mọi người muốn anh em mình làm về trò chơi gì nữa, nhớ comment ở bên dưới nha. Bây giờ rồi. Mọi người hôm nay biết ai là nhân phẩm tốt nhất ở đây. Chào tất cả mọi người nhá. Bye.